nở vào lứa tuổi 60 hay 70 khi đã con cháu đề huề, ít ai nghĩ sẽ chọn lựa cho mình con đường theo đuổi sự học. Ấy vậy mà có một phụ nữ 63 tuổi lại chọn đến giảng đường đại học. Bà nội sinh viên ấy là bà Vi Thị Kiên, 63 tuổi, quê ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của khoa luật trường Đại học Cần Thơ. Thời trẻ, người phụ nữ ấy đã dành cả thanh xuân lo cho gia đình và 4 người con nên người, giấc mơ tri thức đành dang dở. Sau 40 năm, ước mơ đi học ở người phụ nữ ấy vẫn cháy bỏng. Bà đã làm nên điều kỳ tích, bỏ qua mọi mặc cảm và sự e dè để tiếp tục cấp sách đến giảng đường. Tôi năm nay là 63 tuổi, tên Vi Thị Kiên, quê gốc là Ba Chúc. Sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam năm 78 thì tôi chạy xuống xã Tà Đảnh lập gia đình ở đó và có được 4 người con. Thì cái ước mơ mà được đi học đó thì nó từ nhỏ là từ khi mà thi đậu lận, mà mình không được học là mình cũng buồn lắm. Nhưng mà sau khi lập gia đình lo cơm áo gạo tiền cho con, 4 đứa con sau khi thành đạt thì mình mới thực hiện được cái ước mơ của mình. Ngày nhập học, bà chuyển từ An Giang đến sống cùng người con thứ 3 tại Cần Thơ. Vừa chăm sóc con cháu, vừa thuận tiện cho việc đi học. Ban ngày, bà ở nhà tranh thủ ôn bài và đỡ đần con cái. Đến tối lại cấp sách đến trường. Mình ngưỡng mộ lắm, là người lớn tuổi như vậy, bằng tuổi mẹ của mình á. Nhưng mà cái sự cố gắng học tập của chị rất là tốt. Mình làm bài kiểm tra đó thì chị Kiên cũng nằm ở trong cái gọi là tốt, mà những người đạt điểm cao. Và mình cũng thấy bất ngờ, đặc biệt là môn của mình dạy thì có tính toán. Thì thường tính toán thì các anh chị lớn thì thường rất là ngại. Nhưng mà với chị Kiên thì đúng là chị làm chậm hơn thật, nhưng mà lại chị làm lại chính xác hơn các bạn khác. Dẫu còn nhiều khó khăn khi thực hiện ước mơ thời tuổi trẻ, nhưng bà Kiên, người sinh viên U70 ấy vẫn luôn kiên trì, nhiệt huyết với con đường tri thức, không bao giờ là quá muộn.